Tin khẩn cấp, bão số 3 đã vào đất liền theo kịch bản xấu nhất. Bão số 3 đã vào đất liền nước ta theo một kịch bản ít mong đợi nhất. Bão giữ cường độ mạnh tới cấp 13, giật cấp 16. Vùng đổ bộ dịch nhẹ về phía nam khiến đồng bằng Bắc Bộ, nơi đông dân và địa hình bằng phẳng sẽ chịu tác động nặng nề hơn. Khi bão số 3 tiến gần với đảo Hải Nam của Trung Quốc ngày 4 tháng 9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo về hai kịch bản có thể xảy ra. Kịch bản thứ nhất, bão đi vào phía bắc đảo Hải Nam, sau đó đi vào phía bắc vịnh Bắc Bộ. Với kịch bản này, bão ít suy yếu hơn do đi qua một vùng có địa hình tương đối bằng phẳng. Ở kịch bản thứ hai, bão đi qua phía nam đảo Hải Nam và phía nam vịnh Bắc Bộ. Với kịch bản này, bão sẽ suy yếu nhiều hơn do ma sát với địa hình núi cao của đảo. Bão số 3 hôm qua đã đi theo một kịch bản bất lợi nhất khi tâm bão mang theo khu vực eo biển giữa đảo Hải Nam và bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc. Vì vậy, khi vào vịnh Bắc Bộ trong đêm qua, cấu trúc bão vẫn ổn định với cường độ bão không suy giảm đáng kể. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 do cấp 17 trên vịnh Bắc Bộ. Các đài khí tượng thế giới trong sáng nay còn đưa ra nhận định nghiêm trọng hơn. Mỹ và Hồng Kông Trung Quốc cho rằng bão có thể đổ bộ với cấp siêu bão. Nhật cho rằng bão đổ bộ với cường độ rất mạnh cấp 14 do cấp 17. Sáng nay, khi quần thảo khu vực vịnh Bắc Bộ và các tỉnh ven biển miền Bắc nước ta, bão đã gây ra gió mạnh dữ dội. Đảo Cô Tô có gió mạnh cấp 13 do cấp 16. Đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 13 do cấp 14. Trên đất liền khu vực Cửa Ông Quảng Ninh có gió mạnh cấp 12 do cấp 14. Vùng đổ bộ của bão số 3 cũng theo kịch bản ít mong muốn khi bão có sự dịch chuyển nhẹ xuống phía nam so với nhận định, gần hơn với đồng bằng Bắc Bộ, dù khu vực tâm bão vẫn là Hải Phòng đến Quảng Ninh. Với kịch bản này, bão ít suy yếu hơn khi vào sâu đất liền nước ta do đi qua khu vực bằng phẳng hơn, đồng thời tác động cũng nghiêm trọng hơn, rộng lớn hơn. Dự báo chiều và tối nay là thời gian bão tác động dữ dội nhất ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, với gió giật mạnh, mưa rất lớn. Sang đêm nay và ngày mai, bão suy yếu và dịch chuyển qua Tây Bắc Bộ. Khu vực này chịu khả năng của gió giật mạnh nhưng sẽ đón mưa lớn kéo dài. Đỉnh điểm từ đêm 7 tháng 9 đến đêm 8 tháng 9 gây nguy cơ rất cao về lũ quét, sạt lở đất và ngập úng diện rộng.